Cậu bé này đang cùng các anh em chí cốt nghe lén trận đấu chung kết World Cup năm 1950 giữa đội tuyển Brazil và Uruguay. Đây là lần đầu tiên đội bóng xứ Samba góp mặt trong một trận chung kết thế giới nên người hâm mộ nước nhà rất háo hức. Lúc này tiếng đài phát thanh vang lên đội Brazil thua đối thủ 1-2 ở phút thứ 80 khiến ai nấy cũng đều lo lắng chờ đợi điều kỳ diệu sẽ đến. Nhưng những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ cũng không thể giúp Brazil giành chiến thắng, qua đó để tụt mất chiếc cúp vàng thế giới trong sự cay đắng. Cậu bé đau lòng khóc tức tưởi, trông thấy bố mình cũng đau đớn rơi nước mắt vì thất bại của đội Brazil. Cậu lập tức chạy đến an ủi bố, con sẽ giành cúp vô địch thế giới cho đội Brazil. Con hứa đấy, sự an ủi này giúp người bố vơi chút nỗi buồn nhưng ai dám tin lời từ một cậu bé cơ chứ. Nhưng không ngờ sau khi lớn lên cậu bé này lại giúp nước nhà 3 lần vô địch thế giới. Dico là một cậu bé nhà nghèo sống trong khu ổ chuột ở Brazil. Vì chẳng có tiền ăn chứ đừng nói đến đi chơi nên đám nhóc ở đây có một niềm đam mê bất tận với bóng đá. Chúng dùng tất rồi quấn lại thành một quả bóng để vui đùa cùng nhau. Tuy còn trẻ nhưng đám nhóc lại sở hữu những kỹ năng đỉnh cao khiến lão xếp mùng lông của tôi chỉ biết tụt quần đội đầu cho bớt nhục. Chơi chán chê chúng lại lôi nhau xuống nghịch bùn tắm trắng. Nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi Dico phải đối mặt với ánh mắt dò xét của mẹ. Cậu nói dối rằng vì bạn mình bị ngã xuống bùn nên cậu mới phải nhảy xuống để giúp đỡ. Ai ngờ con em gái tốt bụng lại mách lẻo nói cậu chơi đá bóng khiến mẹ rất tức giận. Ngay cả bố cũng không dám vào căn ngăn nóc nhà dạy con. Lý do khiến Celeste tức giận như vậy là bởi vì bố của cậu Doninho cũng từng là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng sau đó gặp chấn thương nặng nên bây giờ phải đi chùi cọ nhà vệ sinh cho người ta vì hai vợ chồng không muốn đi cô theo vết xe đổ của bố mà bắt cậu phải học hành chăm chỉ. Nhưng đã là đam mê thì làm sao nói bỏ là bỏ được. Cậu vẫn lén nhà để chơi đá bóng cùng đám bạn trong khu ổ chuột. Năm 1950, đội tuyển Brazil lọt vào trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử với đội Uruguay. Nhưng Brazil đã thất bại với lối đá hoa Mỹ cống hiến Zinga của mình. Điều này khiến rất nhiều người hâm mộ nước nhà đau khổ rơi nước mắt. Chính vì vậy mà Dico đã hứa với bố rằng sau này lớn lên con sẽ giúp Brazil vô địch cúp thế giới. Hôm sau trong lúc phụ mẹ dọn dẹp tại nhà của một ông chủ giàu có, nhìn thấy miếng bánh trên bàn ngon quá cậu bèn chạy tới làm một miếng. Đúng lúc này cậu chủ Jose cùng đám bạn trong đội bóng quay về, Dico nhiệt tình chào hỏi để đánh lạc hướng nhưng mồm thì liên tục nhai bánh. Vì chuyện giấu đầu lòi đuôi nên cậu đã trở thành trò cười của đám nhà giàu. Thế là Dico được chúng đặt cho biệt danh là Pele rồi sau đó đá trái bóng vào người cậu. Thấy vậy người mẹ vội vàng xin Jose tha thứ. Chiều hôm đó Dico và đám bạn lén đăng ký tham gia giải đấu bóng đá quốc thiếu niên thành phố Minas. Do chưa bao giờ tiếp xúc với trái bóng làm bằng da nên cả bọn có chút bối rối vì nó nặng và cứng hơn trái bóng tất. Nhưng sau khi làm quen được rồi thì các cậu bé đã liên tiếp ghi bàn. Không những vậy, cậu bạn tóc dài còn chơi lớn mang hẳn chăn ra may áo đấu cho các anh em chi cốt. Phen này mà không vô địch thì xác định đôi bờ mông xương vù. Nhưng cho dù họ có ghi cả chục bàn thắng thì cũng chẳng có ai xem. Bởi vì mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía đội bóng nhà vua do Jose làm thủ quân. Cậu ta đến từ Italy rồi nhập tịch Brazil nên xuất thân cao sang hơn dòng máu lai châu Phi của Dico. Thấy đám con nhà nghèo không có giày đá bóng nên Jose đã cười nhạo và đặt cho đối thủ biệt danh đội bóng chân đất. Trong khi ai nấy đều tỏ ra buồn bã vì bị sỉ nhục thì cậu béo lại nảy ra một ý tưởng rất táo bạo. Đó là rủ các anh em đi nhảy những bao đậu phộng tân tân ăn ghiền tới nóc mang đi bán. May mà cả đám từng luyện tập bộ môn chọc chó nên mới có thể chạy nhanh đến như vậy. Có đậu phộng rồi cả đám bày ra giữa chợ bán kiếm tiền. Để có thể bán nhanh hơn cậu béo còn khuyến mại mua một bịch tặng một suất đánh giày miễn phí. Đúng là làm cái gì cũng phải có đầu óc. Rất nhanh số đậu phộng ấy đã được bán hết. Đúng lúc này đám con nhà giàu đi ngang qua tiếp tục chế giễu bọn trẻ. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi con chó này. Thế là Dico thẳng tay tát vào mồm Jose rồi cùng các chiến hữu lao vào ẩu đả. Doninho thấy con trai vì tình yêu với bóng đá mà đánh nhau nên cũng giúp Dico che giấu chuyện này với nóc nhà. Rất nhanh trận chung kết giữa đội nhà vua và đội chân đất mắt toét được diễn ra. Số tiền mà hôm trước bán đậu phộng chỉ đủ mua lại mấy đôi giày cũ và rộng thùng thình. Mặc dù không muốn nhưng đám nhóc vẫn phải đeo ra sân cho bằng với người ta. Nhưng ngay trong hiệp một chúng đã để thua 4 bàn rồi sau đó là 6 bàn một cách đầy thất vọng. Thầy bố đang quan sát trên khán đài Dico nhớ lại câu nói của ông. Đừng quan tâm đến ánh nhìn của người khác và hãy là chính mình. Thế là cậu cởi bỏ đôi giày rộng thùng thình ra trước sự cười nhạo của mọi người. Sau khi định thần lại cậu thể hiện những động tác qua người đầy kỹ thuật. Đối thủ hết người này đến người khác lao vào cũng không thể lấy được trái bóng trên chân của cậu. Lúc này khán giả há hốc mồm kinh ngạc vì không hiểu chuyện quần què gì đang xảy ra. Một mình Dico đi qua 10 cầu thủ đội bạn rồi nhẹ nhàng tâng bóng qua đầu thủ môn vào trong khung thành. Khán giả thấy vậy liền vỗ tay reo hò tán thưởng. Những người bạn cũng bắt đầu cởi bỏ đôi giày rộng. Thậm chí cậu béo còn cởi luôn chiếc áo quá chật rồi đá lông nhau đưa tình với một cô gái lớn tuổi hơn mình. Sau khi giải thoát khỏi vòng kim cô thì trận đấu giờ đây trở thành cuộc vui của Dico và những người bạn. Nhưng thời gian lúc này còn rất ít nên đội bóng chân đất đã để thua với tỷ số sát nút 5-6.
Tuy nhiên tất cả khán giả đều đứng lên vỗ tay và hô vang cái tên Nico. Khi ấy tuyển trạch viên Brito của đội bóng chuyên nghiệp Santos đã đưa danh thiếp của mình cho bố của cậu. Đúng lúc này người của nhà máy đậu Phộng Tân Tân tìm đến, thấy vậy Nico cùng các bạn bò chạy muốn tụt cả quần. Trên đường tẩu thoát cậu bạn bốn mắt không may vấp phải cành cây té ngã. Vì vậy Nico đã dìu người bạn chui vào trong một hang động để trốn. Nhưng mưa quá lớn khiến hang động ngay lập tức bị sập xuống. Nico may mắn thoát ra được, còn cậu bạn bốn mắt thì vĩnh viễn nằm lại trong đống đất đá lạnh lẽo. Sau sự cố đó, Nico rất ân hận khóc nức nở. Cậu cho rằng chính mình đã hại chết người bạn bốn mắt. Kể từ đó, Nico quyết định đoạn tuyệt với bóng đá và chú tâm học hành hơn. Những lúc rảnh rỗi cậu còn giúp bố dọn dẹp vệ sinh trong bệnh viện để kiếm thêm thu nhập. Nhưng dù có thế nào thì ngọn lửa đam mê với trái bóng tròn vẫn còn trong cậu. Để vực dậy tinh thần chiến đấu của con trai, người bố đã hái một quả xoài trên cây rồi tâng nó một cách điệu nghệ. Tuy nhiên, Nico vẫn còn ám ảnh với cái chết của bản thân nên không có tâm trạng vui đùa. Sự kiên trì của Ronaldinho cuối cùng cũng đã đánh thức được tình yêu bóng đá trong người Nico. Ông cố tình đá trái xoài không trúng sọt rác để cậu con trai khó chịu buộc phải đứng lên thể hiện bản thân. Lấy lại được tinh thần, Nico bắt đầu học những kỹ năng tâng bóng đỉnh cao từ bố. Mới đó mà 7 năm đã trôi qua, từ một cậu bé, Nico bây giờ đã trở thành một thiếu niên 16 tuổi. Chính sự kiên trì và tình yêu mãnh liệt với trái bóng đã khiến mẹ của cậu phải lay động. Celeste không ngăn cản con trai nữa mà còn quyết định liên lạc với tuyển trạch viên Brito. Rất nhanh ông ấy đã có mặt và mở lời mời Nico gia nhập vào đội trẻ Santos. Thanh niên liền nở một nụ cười hạnh phúc, vội chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Vì nhà nghèo nên trước khi đi, Celeste đã ứng trước 2 tháng lương để mua quần áo và giày cho con trai cưng. Điều này khiến Nico cảm động và hứa sẽ tập luyện chăm chỉ để không phụ công ơn của bố mẹ. Thế nhưng mọi chuyện sau đó không diễn ra theo đúng ý của cậu, bởi vì thất bại liên tiếp của đội tuyển Brazil khiến huấn luyện viên ghét cay ghét đắng phong cách tấn công rực lửa nhưng phòng ngự lại kém hiệu quả. Chính vì vậy, ông ta chọn lối đá đề cao tính kỷ luật và di chuyển theo chiến thuật giống các cầu thủ châu Âu. Mà điều này lại trái ngược hoàn toàn với Nico nên cậu tỏ ra rất chật vật phải xuống đá cho đội trẻ. Thế nhưng cậu vẫn không thể thích ứng với lối đá này, thậm chí đá phạt đền cũng không ghi được bàn khiến các đồng đội hoài nghi. Trên sân, Nico tỏ ra lạc lõng với mọi người khi không thể kết nối với bất kỳ ai. Mặc dù tối nào cũng cố gắng tập luyện rất chăm chỉ nhưng lối đá này hoàn toàn không phù hợp với cậu. Áp lực lớn khiến cậu buồn bã chán nản nên quyết định trở về quê hương. Tuyển trạch viên Brito chứng kiến toàn bộ mọi chuyện nên đã đi tìm Nico. Ông kể cho cậu nghe về nguồn gốc của lối đá Zinga. Từ xa xưa, những người Brazil gốc châu Phi thường bị bắt làm nô lệ cho người giàu. Để thoát khỏi ngày tháng đen tối ấy, họ đã trốn vào trong rừng và bắt đầu luyện tập môn võ Zinga để chiến đấu. Sau khi chế độ thực địa được bãi bỏ thì môn võ Zinga cũng bị cấm. Do đó, các võ sư đã quyết định kết hợp môn võ này với bóng đá nhằm che mắt chính quyền. Và từ đó hình thành nên phong cách đá bóng tấn công rực lửa của người Brazil. Sau 2 thất bại liên tiếp của đội tuyển quốc gia ở các kỳ World Cup 1950 và 1954, người dân bắt đầu hoài nghi và cho rằng chính lối đá Zinga đã khiến Brazil thua cuộc. Đúng là ở đâu cũng có những huấn luyện viên mõm chuyên đổ lỗi cho người khác. Dù vậy, Brito vẫn đặt niềm tin vào Nico và khuyến khích cậu hãy chứng tỏ cho những kẻ hoài nghi thấy lối đá Zinga mới thực sự là đỉnh cao của bóng đá. Nếu cậu can đảm thì hãy ở lại đây, còn không thì lên tàu trở về quê và sẽ không bao giờ biết được câu trả lời. Và đương nhiên là Nico đã lựa chọn ở lại. Vài ngày sau đó, cậu tham gia vào một trận đấu quan trọng. Rất nhanh, cả đội đã phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần. Không chịu thất bại như vậy, Nico đã quyết định bật lại huấn luyện viên và chơi lối bóng đá hoa mỹ của mình. Những kỹ năng của cậu dường như được phô diễn hết sức có thể. Cầu thủ đội bạn hết lần này đến lần khác bị Nico sâu kim sỏ chỉ trong sự bất lực. Đối mặt với hàng hậu vệ 3 người trước mặt, cậu nhẹ nhàng tâng quả bóng lên cao rồi tung người thực hiện một cú xe đạp chồng ngược thần sầu rung lưới đối thủ. Lúc này, ông huấn luyện viên mồm lông khó ưa giống lão xếp của tôi mới nhận ra được sai lầm. Ông ta chỉ đạo Nico hãy tiếp tục sử dụng lối đá Zinga. Nhận được sự tin tưởng, đôi chân của cậu đã trở lên thanh thoát hơn, đảo qua đảo lại như giang lạc khiến đối phương hoa mắt chóng mặt. Sân bóng lúc này trở thành sàn diễn cho Nico tỏa sáng với rất nhiều bàn thắng. Nhờ đó mà Nico trở thành cầu thủ trẻ nhất được chơi cho đội một Santos khi mới 16 tuổi. Không phụ lòng mong mỏi của mọi người, chàng thanh niên trẻ liên tiếp ghi bàn giúp đội nhà giành chiến thắng. Tên tuổi của cậu xuất hiện trên khắp các mặt báo. Ở nhà, Ronaldinho vô cùng vui mừng và hãnh diện khi chứng kiến con trai mình tiến bộ vượt bậc. Trong lần về phép, Nico đã tạo bất ngờ bằng cách mua cho mẹ một cái lò nướng mới toanh và tặng cho bố chiếc radio để ông có thể nghe cậu thi đấu. Mùa hè năm đó cũng là lúc giải bóng đá World Cup 1958 được khởi tranh. Các cầu thủ trên toàn quốc đều hồi hộp chờ danh sách lựa chọn của huấn luyện viên Fala. Ngay khi nghe cái tên Nico được sướng lên, cả nhà liền reo hò nhảy múa trong niềm hạnh phúc. Trước khi lên đường, Ronaldinho đã dặn con trai hãy dũng cảm theo đuổi lối đá Zinga và hãy sử dụng biệt danh Pele mà bọn nhà giàu đặt cho con để cho họ thấy chúng ta có thể làm những gì. Kể từ đó, Nico sử dụng cái tên Pele vào trong mỗi trận đấu mà mình tham gia. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như cậu vẫn nghĩ.
Ngay cả cấp đội tuyển thì huấn luyện viên Fella cũng lựa chọn lối đá kỷ luật của người châu Âu. Và đương nhiên lối đá Zinga của Pele một lần nữa bị từ chối. Cậu giống như một con hổ bị vặt hết răng nên hoàn toàn vô hại trước đối thủ, thế là phải ngồi mòn cả đống quần ở trên ghế dự bị. Đến lúc được tung ra sân, Pele quyết định thể hiện lối đá Zinga nhưng do tâm lý bất ổn nên đã gặp chấn thương đầu gối khá nặng. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói rằng có thể cậu sẽ phải nghỉ đến hết mùa World Cup. Đây có lẽ là tin cực sốc đối với Pele và cả gia đình cậu nữa. Nhưng ông trời không bao giờ phụ lòng người. Y học phương Tây bó tay thì đã có anh trợ lý bác sĩ đây rồi. Anh sử dụng phương pháp chữa bệnh cổ truyền để chữa trị cho Pele. Nhờ đó mà chấn thương của cậu cũng nhanh chóng hồi phục. Cộng thêm việc các đồng đội thi đấu tốt nên Brazil đã vượt qua vòng bảng. Nhưng tiếc thay ba cầu thủ tấn công hàng đầu trong đó có cả Jouske hay bắt nạt Pele lúc nhỏ đã gặp chấn thương. Vì không còn cầu thủ nào khác nên huấn luyện viên buộc phải đưa Pele ra sân với đội tuyển Liên Xô. Đây là lần đầu tiên Pele được chính thức thi đấu ở World Cup và cậu cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất thời bấy giờ tham gia giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Tuy nhiên do lối đá không phù hợp cộng thêm việc bản thân đang chấn thương nên Pele thi đấu rất mờ nhạt khiến khán giả thất vọng. Cũng may đồng đội đã xuất sắc giúp Brazil giành chiến thắng 2-0. Trong trận bán kết họ phải đối đầu với đội tuyển Pháp mạnh hơn, lần này Pele cũng không khác gì trận đấu trước đó. Cậu luống cuống truyền toàn sai địa chỉ khiến các đường tấn công của đội nhà bị bẻ gãy hoàn toàn. Kết quả đội tuyển Brazil đã để thua một bàn sau hiệp 1. Giữa giờ nghỉ Pele tìm đến chỗ Jose để nói chuyện. Tôi không thể chơi thứ bóng đá châu Âu được như anh. Nếu anh đã hồi phục chấn thương thì hãy ra sân chiến đấu thay tôi. Không ngờ Jose lại nói rằng cả cuộc đời tôi luôn nghĩ mình là một người Italy chứ không phải Brazil. Nhưng sự thật thì tôi vẫn là một người Brazil. Nếu chúng ta chơi giống họ thì chúng ta chẳng khác gì một phiên bản nhái cả. Vì vậy, cậu hãy ra sân và chứng minh cho họ thấy lối đá Zinga đáng sợ như thế nào. Hiệp 2 nhanh chóng diễn ra, mặc dù chấn thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng được sự cổ vũ của Jose, Pele lấy lại được sự tự tin và bắt đầu trình diễn lối bóng đá hoa mỹ mê hoặc lòng người. Đối thủ tính dùng tiểu xảo chơi xấu nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng lách qua được. Rồi sau đó xảo háng từng cầu thủ một. Ngay khi tới cầu môn, Pele tâng bóng lên cao qua đầu hậu vệ rồi bay người bắt vô lê thần sầu tung lưới đối thủ. Người hâm mộ đều đứng lên hò reo sung sướng. Còn những người châu Âu sỉ nhục cậu liền im lặng không dám nói nửa lời. Bàn thắng đó đã vực dậy tinh thần thi đấu của toàn bộ cầu thủ Brazil. Rất nhanh, Pele đã ghi thêm một bàn nữa bằng cú đá chéo góc. Nhưng cuộc vui vẫn chưa kết thúc. Chỉ trong 20 phút, của bóng đá đã vào viêu mõm người châu Âu bằng một cú hat-trick. Cuối trận, Brazil giành chiến thắng 3-1 qua đó đoạt tấm vé vào trận chung kết với đội chủ nhà Thụy Điển. Nhưng đối thủ Thụy Điển lúc bấy giờ được mệnh danh là những vị thần khổng lồ Bắc Âu. Trong buổi họp báo, họ tự tin tuyên bố rằng cúp vàng sẽ thuộc về Thụy Điển. Không những vậy, tay huấn luyện viên đối thủ còn sỉ nhục các cầu thủ Brazil đa phần xuất thân từ nghèo hèn, người thì đi lau dọn vệ sinh, người thì chân ngắn chân cao, thậm chí còn coi thường màu da của các cầu thủ gốc châu Phi. Điều này khiến cho đội tuyển Brazil suy sụp tinh thần không còn muốn đá bóng nữa. Tối đó, Pele gọi điện cho bố để tâm sự. Ông nói rằng con là một chiến binh thực thụ, toàn đội đã cố gắng giúp đỡ con rất nhiều vì vậy hãy tạo niềm tin cho họ. Và cuối cùng là để mấy thằng châu Âu bẩn tính ra thông đít cho chúng nó biết sợ là gì. Hôm sau thấy mọi người ăn sáng với bầu không khí ảm đạm, Pele đã rủ đồng đội chơi tâng bóng đến ngọn hải đăng phía trước. Ban đầu mọi người tỏ ra không hứng thú nhưng nhờ có Jose cổ vũ mà cả đội đều đứng lên tham gia. Họ cứ thế tâng bóng qua nhà bếp, phá chán ở đó xong rồi lại chạy ra sảnh chơi. Chẳng may quả bóng rơi trúng tách đường của một vị khách. Và không ngờ vị khách đó lại chính là vua bóng đá Pele ngoài đời thực. Cảnh này cũng được huấn luyện viên trưởng nhìn thấy, hiểu ra mọi chuyện ông lập tức triệu tập các cầu thủ lại và dặn dò. Tôi biết rằng nếu các cậu đá theo kiểu châu Âu thì các cậu chắc chắn sẽ thua. Và dù có cố gắng như thế nào thì tôi cũng không thể huấn luyện các cậu giống như họ. Vừa rồi tôi đã thấy các cậu chơi bóng một cách tự tin thoải mái. Điều đó khiến tôi nhận ra các cậu là những người Brazil chứ không phải là những người châu Âu. Vì vậy hãy ra sân và trình diễn cho họ thấy lối đá Zinga mang đậm phong cách dân tộc của mình. Dẫu có thua thì các cậu vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào tôi là người Brazil. Cuối cùng thì trận chung kết cũng đến. Tất cả người dân trên thế giới đều tụ tập trước màn hình TV để cổ vũ cho các cầu thủ. Tiếng còi vang lên, Pele đi bóng vào khu trung tuyến liền bị đối phương xô ngã đầy bạo lực. Đội Thụy Điển cướp được bóng lập tức tổ chức phản công và ghi bàn ngay phút thứ tư. Khi ấy, truyền thông và người dân châu Âu liền nghĩ ngay đến kịch bản Brazil sẽ thất bại thảm hại. Vì vậy họ tỏ ra khinh thường đối thủ. Lúc này, Pele nhìn về phía những người khán giả đang cười nhạo mình. Không những không suy sụp tinh thần mà cậu lại càng quyết tâm hơn. Một mình cậu nhảy múa với trái bóng biến cầu thủ đối phương trở thành những đứa trẻ mới biết chơi bóng đá. Lối đá Zinga được cậu phô diễn hết sức khiến khán giả đứng ngồi không yên. Không để họ phải thất vọng, Pele liền làm động tác giả đánh lừa hậu vệ đối phương trả bóng cho đồng đội ghi bàn. Chẳng ai có thể tin được một cậu bé mới bước qua tuổi 17 lại có thể xuất sắc như vậy. Bàn thắng quý như vàng này đã vực dậy tinh thần chiến đấu của toàn đội. Khi các đôi chân thanh thoát trở lại thì cũng là lúc họ ghi bàn thắng thứ hai.
tất cả khán giả châu Âu đều không hiểu cái quần què gì đang xảy ra. Họ còn chưa kịp định thần thì Pele và các đồng đội lại sút tung lưới Thụy Điển một lần nữa. Thế nhưng ám ảnh kinh hoàng vẫn chưa kết thúc ở đó. Các vũ công Samba nhảy múa với trái bóng khiến đối thủ chỉ biết bất lực đứng nhìn. Phong cách bóng đá Zinga này quả thật rất hấp dẫn và hoa mỹ. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Brazil tiếp tục thông đít đội chủ nhà thêm một nháy nữa. Lúc này ở quê Ronaldinho không còn hào hứng ăn mừng cuồng nhiệt vì ông biết rằng thằng con của mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Quả nhiên Brazil đã giành chiến thắng chung cuộc 5-2 trước những vị thần khổng lồ Bắc Âu. Cuối cùng các vũ công Samba đã đoạt được cúp vàng khi họ là chính mình. Sau đó ở các kỳ World Cup 1966 và 1970, Pele đã tiếp tục đưa Brazil giành thêm 2 chiếc cúp thế giới nữa trước khi vị vua bóng đá này giải nghệ. Rõ ràng mỗi nước đều có một bản sắc dân tộc riêng của mình. Vậy tại sao chúng ta không phát triển bản sắc đó lên một tầm cao mới mà lại muốn trở thành một bản sao của người khác? Đừng như một vài người ăn được chút ít hải sản rồi lại quay đầu về chê bai mùi cá ao. Vì dù có che giấu thế nào thì chúng ta cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng chính cá ao mới là thứ nuôi chúng ta khôn lớn. Bộ phim về vua bóng đá Pele đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.